Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Tình trẻ tin đồn đón đưa Lệ Quyên, ngồi cạnh nhau không rời. Đối nghịch với hình ảnh những người dân với chồng ở sự kiện. Khuya muộn ngày 25 tháng 10, trong buổi diễn tại phòng trà quen thuộc của mình ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Lệ Quyên đã được chàng diễn viên trẻ Lâm Bảo Châu tự mình lái xe đến đón. Tình trẻ tin đồn đợi sẵn Lệ Quyên ở ngoài, sau đó cả hai cùng nhau đi ăn phở với một số người bạn. Lâm Bảo Châu cũng chính là anh chàng, trước đó đã bị bắt gặp, đi mua sắm vào buổi tối cùng với Lệ Quyên, làm dấy lên tin đồn rạn nứt hôn nhân của nữ ca sĩ và chồng doanh nhân. Buổi diễn kết thúc khá muộn, nhưng Lâm Bảo Châu đã đến phòng trà và chờ đợi Lệ Quyên trong xe rất lâu. Nữ ca sĩ chờ khi hết khán giả về, cô mới nhanh chóng ra xe. Sau đó cả hai cùng vài người bạn đến một quán phở nổi tiếng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ăn khuya. Lệ Quyên rời xe trước tiến vào quán ăn, tuy nhiên vẫn không quên ngoái lại nhìn tình trẻ tin đồn. Sau khi chọn chỗ đỗ xe an toàn, Lâm Bảo Châu cũng nhanh chóng đi vào. Thời gian gần đây, Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên xác nhận sẽ hợp tác trong MV âm nhạc hoành tráng của cô. Thế nhưng cả hai thỉnh thoảng vẫn bị bắt gặp cùng nhau đi mua sắm hay đi ăn uống với bạn bè thân thiết. Tối ngày 24 tháng 10 trong show diễn thời trang hoành tráng của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Lệ Quyên và chồng được cho là tránh mặt nhau dù tham gia tại cùng sự kiện này. Cả hai xuất hiện trên hàng ghế đầu đối diện nhau. Sự việc này càng dấy lên tin đồn Lệ Quyên và ông xã đã đừng ai nấy đi. Tuy nhiên đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin rạn nứt. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.